Thanh biết là trên thị trường ô tô á, rất là nhiều bạn đang chạy ra số cũng ok lắm, nhưng mà đùng một cái tài khoản lăn ra chết các bạn. Xong rồi bạn nó gọi là bất mãn quá, bạn nó cứ kháng về, kháng Facebook về, và kháng xong nó cũng bay các bạn. Đó, thì như vậy vì sao? Thì bạn phải hiểu bản chất của nó, rồi bạn hiểu những cái lỗi thường gặp của nó. Thì cái tài khoản trên Facebook á, nó sẽ có ba những cái lỗi, nó sẽ có ba lỗi thường gặp như sau. Thứ nhất á, là cái tài khoản cá nhân của bạn nó bị hạn chế ha, nó hạn chế thì nó sẽ không thể nào mà lên chiến dịch quảng cáo được. Thứ hai là cái trang của bạn á, nó bị hủy đăng, là bạn không thể đăng bài được. Thứ ba là cái tài khoản quảng cáo á, cái chỗ để mà bạn lên chiến dịch, bạn bấm cái nút chi tiền cho Facebook á, thì cái tài khoản quảng cáo đó nó bị vô hiệu hóa. Đó là ba cái tài nguyên cũng như là ba cái lỗi mà bạn hay gặp nhất. Thì một cái nguyên tắc chung để cho bạn quản lý cái dàn tài nguyên này tốt là gì? Thứ nhất là trước khi nó bị, bạn phải có cái sự dự phòng cho nó, cài đặt các thứ cho nó để dự phòng, để mình né tối đa cái việc mà nó bị ha. Thứ hai là khi mà nó bị mình phải xử lý đúng cách đó. Và vì sao mà Thanh nói là mình phải dự phòng trước? Tại vì khi mà bạn dự phòng trước á, tới lúc mà tài khoản của bạn nó bị á, thì mình còn cứu lại những cái tài nguyên đó, cứu lại những cái bay, những cái tài khoản quảng cáo, những cái tài khoản cá nhân đó. Còn nếu như mà bạn không có cài đặt trước ngay từ đầu, không có sự chuẩn bị, thì một khi mà nó hiện thông báo như vậy là coi như gần như là bạn mất luôn đó. Cho nên là mình phải chuẩn bị trước khi nó xảy ra, và khi nó xảy ra rồi thì mình phải kháng và xử lý đúng cách, như vậy thì nó mới an tâm nha các bạn.